Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là ngày sinh nhật của con trai mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái bánh sinh nhật để tặng cho con trai của mình nha. Thì cái bây giờ mình bắt đầu này các bạn này. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi nguyên liệu mình sử dụng là gì nha. Đây các bạn. Bây giờ cái cách của mình làm như thế nào đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ai thích làm thì làm nha các bạn nha. Thì mình sử dụng là 6 cái trứng. Một cái trứng mới chạy nó mất tiêu đây nè. Rồi, 6 cái trứng. Hai muỗng canh nước cam á các bạn, nước cam với lại vỏ cam mình bào nhuyễn ra. Đây khoảng 2 muỗng canh và 200 g đường, 150 g bột mì đa dụng, bột mì số 8 á các bạn. Đây. Rồi cái này là mình sử dụng cái nhân bên trong á các bạn, là mứt á, cái này là mứt trái quỳ quất á các bạn. Trái quỳ quất, cái này mình làm mứt sẵn rồi lúc mùa hè đó. Mình giữ cất lại nè. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái lớp. Rồi. Trứng này các bạn. Sẽ quậy. Các bạn ơi, sau khi cái phần lòng đỏ này các bạn nè, mình đánh lên khoảng 5 phút đó các bạn à, thì nó hơi ngả màu, hơi trắng trắng các bạn ạ. Nó nở lên một chút xíu nè. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần nước cam vô nè các bạn. Rồi. Đánh lên. Cho vào chút xíu muối nữa. Đây. Cái này là dạng vani đường nè các bạn. Mình sử dụng khoảng một muỗng cà phê. Đây. Mình sẽ rây cái bột vô nha các bạn. Đây mình sẽ rây cái phần bột này vô. Chia ra hai lần. Các bạn ơi, mình đánh trứng đến khi nào mà nó gì nè các bạn nè. Các bạn thấy không? Nó cong xuống như vậy nè. Sử dụng kem tươi 33%, mình sử dụng đây 500 g, không biết có đủ hay không, nó sợ thiếu nè. Rồi bây giờ mình sẽ đánh lên cái loại kem 33% này các bạn. Mình làm cho bánh kem á, ăn rất là ngon luôn, nó rất là béo, ngon lắm. Rồi mình sẽ cho đường từ từ vô nha các bạn.
À, bây giờ mọi thứ mình chuẩn bị xong hết đấy các bạn nè. À, mình sử dụng đây là cái bị ha. Mình sẽ cho cái phần kem này vô. Đây, cái bị này. Mức này là mức trái Việt Quất đó các bạn ạ. Rất là ngon. Cái bảng Việt Nam mà muốn làm á, thì có thể mình thay bằng mứt xoài nè, mứt thơm á các bạn, trái thơm á, trái dứa đó, trái thơm, rồi tất cả các loại trái cây nào mà các bạn thích á mình có thể thay, mình sử dụng được hết á cho nó ngon. Mình thích ăn cái loại trái cây nào thì mình sử dụng loại đó, cứ trái cây cắt nhuyễn ra xong mình bỏ đường vô mình rim nó thôi, rim cho nó đừng có quá khô là được. Đó, gì là được rồi nè. Sau đó mình sẽ cho cái phần kem này vô. Rồi tán nó ra các bạn. Thế này ngon, nhà mình có cái này nhiều cho nên mình làm bánh cho nó ngon, nó nhiều thì nó ngon ha. Mùa hè á mình làm mứt nhiều lắm. Rồi tiếp tục.
các bạn này bánh của mình xong này các bạn. Bạn thấy không? Bánh rất là đẹp, dễ thương thôi các bạn à. Chứ còn mà chuyên nghiệp quá thì không có giống đâu, mình không phải là thợ làm bánh kem chuyên nghiệp nha các bạn. Thì là đầy cả tấm lòng. À, giờ mình sẽ chơi em Lucas. Đi học về mình sẽ chơi máy một cái bất ngờ. À, mong các bạn đón xem các clip thứ hai của mình nha các bạn. Bye bye.